bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Diệu Phượng Hành tung hậu trường cực phẩm của Triệu Lệ Dĩnh, cung tấn tiên khí ngút ngàn trong drama mới. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh vừa cập nhật lên Weibo những hình ảnh hậu trường mới nhất trong quá trình quay dự án phim truyền hình mới Diệu Phượng Hành, khiến dân tình đều không khỏi rung động trước nhan sắc xinh đẹp mị miều. Trong ảnh, mỹ nhân Sở Kiều Truyện xuất hiện trong bộ trang phục cổ màu xanh nhạt nhặn, mái tóc đen dài nhánh được buộc nhẹ, trang điểm nhẹ nhàng khoe trọn nét đẹp thanh thuần dịu dàng vốn có. Đặc biệt hình ảnh chụp cận cảnh góc nghiêng đã khéo léo làm nổi bật chiếc mũi thanh thoát cũng như làn da trắng mịn màng của Triệu Lệ Dĩnh, giúp cô nàng nhận về cơn mưa lời khen cho nhan sắc cực phẩm của mình. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Triệu Lệ Dĩnh còn tranh thủ gói sụi cạo để chiêu đãi các diễn viên khác cũng như nhân viên đoàn phim, dáng vẻ lúc làm việc của cô nàng trông vừa tập trung lại vừa rất đạm đang. Được biết, mới đây, nữ diễn viên cũng đã đón sinh nhật ngay trong đoàn phim, bầu không khí vừa ấm cúng vừa ngọt ngào, cho thấy mọi người trong đoàn đều rất thân thiết như người một nhà. Trong cuộc diễn biến thì mới đây, những hình ảnh mới nhất của Cung Tuấn trong vai Đông Phương Nguyệt Sơ trên phim trường Hội Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng cũng đang được chia sẻ rầm rộ, nhà hàng tạo hình thành y, đẹp như tranh vẽ. Được biết, vai diễn này của mỹ nam Sơn Hà Lệnh là một tiểu đạo sĩ tuy tài năng xuất chúng nhưng thủ đoạn cũng không hề ít. Sánh đôi của nữ chính là Dương Mịch trong vai Hồ Ly Đồ Sơn Hồng Hồng xuất hiện trên phim trường, Cung Tuấn được thấy diện trang phục được phối màu lạ mắt, khoe trọn góc nghiêng cực phẩm, nổi bật toát lên khí chất tiên khí ngút ngàn. Sở hữu chiều cao ấn tượng hơn 1m8 cùng bờ vai rộng, vóc dáng mỹ nam sinh năm 1992 được ví như sinh ra dành cho các bộ trang phục cổ trang. Nếu như trước đó trong Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn trông giống nam chính phản diện của các tạo hình sặc sỡ của nhân vật Ôn Khách Hành, thì trái lại ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, anh chàng được khen ngợi là dịu dàng, ôn nhuận như ngọc nhưng vẫn toát lên nét sắc sảo của một đạo sĩ, mặc dù chỉ là những hình ảnh được chụp vội. Song bức ảnh hậu trường cũng tinh tế, làm nổi bật chiếc mũi cao thần thánh có góc nghiêng của nam diễn viên. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.